Super Q ơi, hôm nay Thanksgiving mà gia đình em ở xa quá, người yêu em không có mà chó cũng không có một con luôn. Có cách nào để hết chán không chị? Ok em, chị có cái cách này bảo đảm cho em luôn là em hết chán mà bảo đảm có người yêu nữa. Đợi chị nha. Chào các bạn, ngày hôm nay là ngày Thanksgiving. Ngày hôm nay Super Q sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm một cái loại nước uống để giải cứu tâm trạng của các bạn xa nhà, những cái bạn ở Mỹ mà một mình. Cũng giống như các bạn đây, Super Q là một FA rất là một mình, rất là cô đơn, thì chúng ta hãy tìm ra một cái loại nước để giúp chúng ta hưng phấn hơn, vui vẻ hơn, một Thanksgiving thật là vui hơn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Và ngày hôm nay Super Q sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn làm một loại mocktail rất là dễ và các bạn có thể làm tại nhà. Đầu tiên là chúng ta hãy có một cái cốc như vậy ha, cái tấp bự như vậy. Và cái thành phần chính của cái loại mocktail này là chúng ta sẽ có một cái bình tequila mua rất là rẻ ở mấy cái liquor store. Thì tequila thì có rất là nhiều loại, các bạn có thể chọn cho mình nhé. Và nguyên liệu mà không thể thiếu đó là strawberry tươi và một tí muối nè. Cái này là lemon juice, là nước ép chanh á, nước ép chanh thì mình cũng có thể mua ở supermarket luôn. Và một tí đá nhé. Và đặc biệt nếu mà bạn nào có một tí tiền, chúng ta có thể đầu tư thêm một cái cốc này tại nó đo sẵn. Chứ nói thật chứ Super Q cũng không biết là cho bao nhiêu đủ, lỡ cho quá tay thật cái là có mình xỉu luôn thì chết, không có được nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Và đầu tiên chúng ta sẽ cho 2 ao tequila. Nhớ nhé, chỉ 2 ao thôi, nhiều quá là các bạn sẽ xỉn đó. Đây, chúng ta sẽ 2 ao, nó sẽ có cái mức ở trên này luôn, các bạn nhìn nó đụng cái mức là được. Chúng ta nên có một cái máy xay sinh tố nha, đổi trong này. Xong sau đó chúng ta lật đầu, bỏ 1 ao nước chanh. Cái này các bạn có thể mua ở Target cũng có, ở Star Brother cũng có. Cái này thì Super Kim mua ở Star Brother, nó là cái nước chanh nó mix sẵn rồi đó, để chuyên cho pha cho margarita nha. Đủ nhiều. Chúng ta sẽ dùng 4 quả dâu tươi. Ta cho hết vào cái máy xay này. Mọi người cho đá thì nhớ nhá, là các bạn cho ít đá thôi, đừng có cho nhiều đá quá. Tại vì nếu mà các bạn cho quá nhiều đá thì nó sẽ bị lạt và nó không còn ngon nữa. Nếu mà bạn nào mà thích ngọt á, thì các bạn có thể mua một tí cái syrup ở ngoài, nó có bán. Với Super Q thì Super Q không có thích ngọt lắm. Thì Super Q thích nó hơi chua chua và nó có nồng cái mùi rượu hơn. Các bạn nào mà muốn ngọt hơn thì các bạn có thể mua thêm cái syrup ở ngoài, Bismo cũng có bán. Các bạn có thể hỏi là syrup để làm cho margarita thì mọi người sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Ta cho một tí xíu đá vô. Ôi đá nè. Đó, như vậy là đủ rồi. Xong rồi sau đó chúng ta xay lên. Và bây giờ thì nước uống của chúng ta đã xong. Mọi người thấy cái màu không? Màu đỏ thôi là đã thấy vui rồi, thấy hạnh phúc, thấy tình yêu rồi. Đó. Vô. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một cái cốc rất là dễ thương như vậy. Thì ngày hôm nay Super Kim sẽ chỉ cho mọi người cách để làm cái muối ở phía trên này. Thì margarita phải có một tí xíu muối. Cái nước uống chống ế này là phải có tí xíu muối ở trên, nó mới đậm đà đó. Thì mình sẽ cho một tí muối vào một cái đĩa. Mình chảy đều cái muối ra. Xong rồi sau đó là mọi người sẽ cho một miếng chanh. Mọi người cắt miếng chanh như vậy nhé. Mình sẽ để tí xíu lên đây cho nó có nước một chút xíu á, nó sẽ dính với lại muối dễ hơn. Muối của chúng ta đã có rồi, nhìn rất là đẹp phải không? Sau đó là chúng ta sẽ bỏ cái nước margarita này vô. Wow, màu đẹp không? Nào.
Và để phần trang trí cho nó đẹp và nó tình yêu hơn thì Super Q sẽ dùng một trái dâu. Và một miếng chanh, Super Q đã cắt sẵn rồi. Wow, bây giờ thì dọn dẹp cho nhìn cái đẹp nè, tự sướng cũng đẹp đấy chứ bộ. Thì mong rằng là với cái margarita dâu này có một chút xíu móc teo thôi, nhưng mà sẽ làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ hơn, hưng phấn hơn. Bởi vì ngày lễ Thanksgiving mà, một mình thì chúng ta phải tự sướng cho bản thân thôi. Nếu mà các bạn nào thấy loại này chưa đủ đô thì chúng ta sẽ chuyển qua một loại nặng hơn, giết chết không tha. Và mong rằng là với loại này chúng ta sẽ quẩy hết mình tại tất cả các vũ trường quán bar. Mong rằng là các bạn FA sẽ trở nên có cặp có đôi nha. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm món thứ hai. Và thức uống thứ hai là Classic Martini. Nó sẽ nặng hơn. Cái món thức uống này nó sẽ rất là nặng nha, nên là các bạn phải cực kỳ cẩn thận. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị là một cái cốc nè. Chiếc chanh thì mọi người giúp Super Q là cắt hết cái vỏ ra, để cứ một phần là chúng ta sẽ trang trí, một phần là chúng ta sẽ bỏ vô trong này, chúng ta dầm để nó có cái mùi vỏ chanh nó rất là thơm. Và cái này là mọi người sẽ ra chỗ Bismo, nó bán là cái rye gin nha. Rye gin là một cái loại rượu để pha cái Classic Martini này rất là ngon. Và một món chúng ta không thể thiếu nữa đó là vermouth. Đó, cái này nó rất là nồng, nên là chúng ta cẩn thận về cái lượng để chúng ta cho vào. Thì tí nữa Super Q sẽ chỉ cho mọi người là cái liều lượng bao nhiêu để nó đủ nha. Và một cái nước, cái giọt thần thánh này là cái giọt mà vỏ cam. Chính vì vậy là nó sẽ hơi bị đắng, nên chúng ta chỉ cần cho một cái giọt thôi là chúng ta sẽ cảm thấy là khoái cảm ngay lập tức. Nhưng mà nhớ nha, đừng cho 4 giọt là mọi người sẽ thấy là ế suốt đời luôn đó, không được đâu. Là một giọt thần thánh nha, một giọt thần thánh nha. Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ bỏ đá vào trong này trước. Món này thì chúng ta có thể cho nhiều đá nha cả nhà. Xong rồi, sau đó là chúng ta sẽ dùng một cái cốc này để đo số lượng cho nó dễ. 2 ounce rye gin nha. Lật cái đầu nó lên. Cái này là vì cái vermouth này á, là nó hơi nồng, nên là các bạn nhìn nè, để Super Q chỉ cho mọi người, nó có hai cái khớp ở đây. Một là cái khớp này là 1 ounce, còn cái này là nửa ounce ha. Thì mọi người chỉ bỏ nó lên tới cái khớp đầu tiên thôi. Rồi, chúng ta bỏ vào trong này. Đó, nhìn Super Q có giống bartender chuyên nghiệp không? Chắc đổi nghề quá. Và một giọt thần thánh nha, nhớ nha, một giọt thôi nha. Trời ơi, 3 giọt là chết đó. Một giọt. Và tiếp theo sẽ là chiếc vỏ chanh này, chúng ta sẽ bỏ vào trong này. Và một cái nắp trộn nhìn chuyên nghiệp dễ sợ, professional dễ sợ luôn. Và đây nó có cái đầu giống như là cái nĩa gì đó, bỏ trong đây và dầm cái vỏ chanh này ra. Cho nó có cái mùi thơm á. Và sau đó là chúng ta chỉ cần chắc nước nó ra thôi. Cái này nó sẽ lấy lại cái đá đi á, nó không có bị cái đá ở trên này. Và cái vỏ chanh này chúng ta sẽ bỏ vô trong luôn. Đây, ly Classic Martini này sẽ đưa mọi người lên 8 tầng mây. Bảo đảm các bạn sẽ gặp, các bạn FA là sẽ gặp bạn trai ngay lập tức. Bởi vì một cái là lên luôn. Lên luôn nha. Rồi, chúc các bạn FA hay là các bạn độc thân và một mùa Thanksgiving thật là vui vẻ, thật là nhiều hạnh phúc nhé. Chúng ta phải vui vẻ thì chúng ta mới trẻ khỏe và xinh đẹp được. Xin chào và hẹn lại.